À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực Tam Quốc. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Công Tôn Toản cùng đồng bọn để đi chinh phục Trung Hoa. Ở tập trước thì mình đang quyết định sắp chuẩn bị đánh nhau với cái thằng Hoàng Bảo An này. Nhưng mà xem chừng thì chưa thấy có vẻ gì là nó muốn đánh nhau với mình. Thế nên là mình bây giờ đang chuyên chữ đồng siêu. Thằng này giáp ngon nhỉ, ghê thật. Thôi kệ cho nó. Cái lượt này mình sẽ qua đây, qua lượt đã, xong rồi để xem tình hình thế nào đấy. Thằng này nó vẫn cứ xin làm chư hầu của mình, thanh toán thường xuyên. Mình thì không muốn nó làm chư hầu, bởi vì nó mà chư hầu mà chưa chắc nó đã chịu. Hoặc có thể là nó cưới phản gián của nó. Mình cần một cái sự hài lòng của các phe của các cái lội chư hầu của mình, bởi vì là Vi Hỏa đang lung lay. Đặng chữ cần. Mà ăn cắp hết tiền của nó. Điều khiển thương mại, tăng cường thương mại đối với phe mình. Nó là nó muốn làm chư hầu của mình đấy. Mà mình thì chưa sẵn sàng. Kinh tế của mình bây giờ nó mạnh kinh hồn thế này thì thằng nào đánh nhau được mình ấy. Liêu Tây, Nghiệp, Nhạn Môn, Sóc Phương. Dân số à? Dân số ở Sóc Phương lại đang tăng. Tương Dương. Nhiều thành quá nhỉ. Hán Trung. Thứ đi bài sinh phụ đô, đàn thủ ủy vì thiên hạ sở dụng. Vũ Đô 17 thành không lâng. Thục Hán à? Thục Hán định làm trò gì? Ôi ôi, đám đệ của mình nó càn quét khu vực này một dải dài như này. Mình lệnh cho nó đánh vào Sĩ Thiết Kim rồi. Đánh vào đây cho anh. Tề Công. Tề Công Quốc à? Hoa Bố. Đế lại vô yên à? Rồi.
Trương Lỗ. Vấn đề khó nhất là thằng Trương Lỗ này. Bây giờ toàn lực sẽ dồn sang đánh sang cái khu vực bên đấy. Sĩ Thiết Kim mà đánh vào hợp phố. Giặc Khăn Vàng ở đây à? Đánh hết cái vùng hợp phố này đi, chiếm hết đảo Hải Nam cho anh. Cái con lợn kia nó cứ chạy đi đâu nhỉ? Xin hoài trị lệ. Hoa Bố yêu cầu chúng ta tư cách bậc thầy của họ bảo vệ trước dục bẫn thương sẽ tăng sự chấp nhận. Giờ này thì mình cũng không ngại nữa. Hoa Bố yêu cầu ta hỗ trợ bảo vệ trước Viên Hy, chấp nhận. Nhà Hán tuyên chiến với chúng ta rồi. Nhưng mà đánh nhau trên biển này thì kiểu gì? Nó không cho đánh ý. Nó bắt phải đánh tự động. Ôi anh nông dân đánh bê đồ gì đấy. Trận 45 tuổi. Thôi thằng này à. Thôi thả nó đi. Bây giờ thì các lộ chư hầu thằng này liệu ăn được? Chắc là ăn được. Bây giờ thì chúng ta đã phân chia rõ ràng Thục Hán rồi. Không có quải vây thành cho anh. Chờ thằng này nó chiếm cái thành này đã xong rồi ra, không nên để bị để kia thằng Lưu Bị nó có một cái thành ở ngay cần. Chiến thắng cận kề á, thế thì phải đánh tay rồi. Chúng ta có 3 quân đoàn ở khu vực phía Nam. Tôi sẽ không dao động. Chúng ta phải nghiền nát bọn côn trùng này. Gì mà hổ báo thế? Khi ngày này được thực hiện, chúng ta sẽ là người chiến thắng. Chắc mình phải đưa quân đoàn của Công Tôn Toản và Tư Mã Ý xuống khu vực dưới này rồi. Bởi vì nếu mình không có quân đoàn ở đấy thì là rất nguy hiểm.
Cái gì phải đến? Đến thôi, bởi vì nếu chúng ta không chiến tranh với Thục Hán thì làm sao chúng ta thống nhất Trung Hoa được? Nhà Ngô thì có thể chúng ta thuyết phục Thánh Chư Hầu được. Hiện tại giờ nó không chịu, nó đang xin đấy nhưng mà mình chưa đồng ý. Có thể khi mà mình tiêu diệt được Thục Hán thì mình sẽ tính chiếm được thủ đô đã. Đánh chiếm thủ đô nhà Thục Hán. Phải có Triệu Tử Long đi thì mới bắt được ôi dồi ôi. Cái thành của nó. Bọn này có đội hình pha lăng. Thế là được rồi. Đủ cho chúng nó. Quân đoàn này của thái tử đây. Công Tôn Tục. Có kháng tên. Thằng này nó kháng xung kích và né cận chiến 100%. Được, quân đoàn này nó khá đồng đều. Cho chúng nó cứ chạy ra, ăn được làm sao mà ăn nổi. Rồi, lá nguyên vọng cung tên nó thôi. Úi dồi ôi, đội cung tên nó hẹo sớm luôn. Rồi, bọn này mới bật test studio lên rồi. Được đấy, cái quân đoàn này nó búp rất là ghê. Rồi rút ra. Bị cái gì bắn ghê thế nhỉ? Tháp canh à? Cung tên của nó. Đao đi sư vũ đánh
bắn sập sứ tháp canh cho nó xong, còn lại cứ để bộ binh nó giải quyết. Rồi lính cung hết tên rồi, lùi lại. Có vẻ sốc bọn này không hiệu quả lắm nhỉ. Rồi lùi vào đây đi. Bọn này nó tăng sát thương xuyên giáp này. Chưa sập cái tháp canh kìa. Nó còn được mấy thằng quân nữa mà chạy hết rồi đó. Bắn đây. Bộ binh của mình thủ gián đét kìa. Né cận chiến 100%, sợ thật. Lính của mình cũng là lính đời 2 thôi mà, có phải lính đời cao đó. Chỉ mong dũng sĩ. Hết rồi, chỉ còn đám này thôi. Ra đây phát. Sốc kiểu này thì chúng nói nát hết. Nát hết rồi, chạy hết rồi. Thôi rồi, không phải tàn sát đấy, đây là trận công thành. Đám lính này khỏe phết nhỉ. Chúng chính sinh lý, ẩn đồng bị chẳng vũ vọng bù lý. Đó là chúng ta nên được. Bà mẫu sư gọi lại. Cho phép không thể phá vỡ. Và đây nữa, búp sĩ khí cho đồng đội lên nữa. Chống 100% tên. Đại nhân, có hoa chí số. Nó cũng có kháng tên, hai thằng này đều có skill kháng tên này.
bắn tên lửa đã. Và đây nữa, trừ hết khả năng chiến đấu cho nó xuống cấp 5. 6 cấp 6, 7, 8 9, 10 đẹp đấy. Giang Hạ, Giang Hạ. Công tôn Toản giải quyết được một thằng. Tình hình bây giờ là cái khu vực này thì thằng Trương Phi nó đang làm loạn đây à. Thực ra mình cũng không muốn đi ra cái khu vực này, hơi nguy hiểm. Đánh tay đôi thì ăn được, kệ cho nó ra đã. Mình cứ để ba quân đoàn chạy cạnh nhau cho nó an toàn. Rồi, vây đã. Trương Lỗ. Trương Lỗ đang ở đây à? Đánh chạy ba đồng cho anh. Ba đồng chạy một rồi. Hân cao xinh yu ni jian mian. Nhà Thục Hàn nó chỉ có một cái khoảnh này thôi mà. Tưởng chúng mày thế nào? À, ở phía bắc này còn cái thằng chiến thắng cận kề à? À, nó có quân quái đâu. Có chết sư mất cái thằng gián điệp của mình rồi. Tề quốc. Hoàng Bảo Lan chạy à? Chạy lên quận à? Gửi thêm một gián điệp nữa vào nước Thục nhỉ? Chúng ta bị mất một gián điệp rồi. Vương Sĩ. Viên Hy bị hủy diệt, chúng ta thành công tiêu diệt được Viên Hy. Trần Quận Tư Ngoại Ý trừ 10 hài lòng toàn phe cơ. Trừ hài lòng toàn phe là nguy hiểm phết đấy nhỉ. Linh Năng
Không hết là mình nâng cấp hết rồi. Cái quái là mình lại thân được với mấy cái thằng khăn vàng này biết. Đây rồi. Ba đồng, đánh chiếm vào vùng ba đồng cho anh. Từ đã. Bắt con này cho anh. Cánh đồng lúa nó không có quân mà. Chiếm luôn. Có hai quân đoàn ở đây, sợ gì thằng Trương Phi? Thằng Trương Phi nó đứng ngay gần đấy đúng không? Thử thách thành công, Trần Quận. Tạo liên minh với các phe phái sau, Thục Hán, Ngô Quốc. Thằng Công Tôn Trinh nhìn lên cấp à? Mở khóa, thưởng con cái, giữ chữ quân lương. Thưởng con cái và không bị mua chuộc. Cơ hội bắt giữ tướng địch. Lên cái này trước á, để còn lên bắn lửa. Thằng Trương Phi bị thương nặng lắm. Không sợ. Đang tại hành trình. Hiện trường đã sơ hạ. Thế rằng hành không thông. Bắt được thằng Trương Phi này thì tốt, à đánh được thằng. Thằng Trương Phi ngon nhỉ. Ở thành này vẫn còn một quân đoàn nhưng mà chưa tìm được một tướng màu vàng nào ưng ý. Ồ, thu nhập từ đông dân. Chị An, chị An. Mình được cộng nhiều thứ phết nhỉ. Đây rồi, đánh vào hợp phố này rồi. Không. Mày chạy đi đâu? Nó không cho đánh trên cả, nó bắt mình phải đánh auto. Trận mi mâu hòa, phong khở chủ sơ. Chúng ta có thể con này cấp 3 hoàn hảo, cộng 3 chị An cũng là một tướng tương đối đấy. Thả nó đi thì sau này tôi đợi phi mãn ý. 44 tuổi thôi được. Phong là bà. Sau này mình có thể thuyết phục được nó gia nhập mình thì tốt. Hoàng Bảo An đã bị tiêu diệt. Có người lên kế vị rồi. Trường Sa này. Ba Đông, Gia Lăng. Cứ bình tĩnh đã. Thành nó không có quân thật đấy nhưng mà vẫn phải phòng thủ đã. Chúng ta sẽ đánh hết cái vùng ở biên giới này. Không thể làm như vậy.
Mã siêu theo nhà thục hán này. Ái già, nó đánh vào thành Thượng Dung của mình ấy nhờ. Cho nó đánh. Nó còn nhiều đất nữa đâu, đánh thẳng vào đây là nó chết rồi. Thôi kiểu vào cứ qua lượt đã. Dễ ăn được anh sao? Dễ mà ăn được anh lắm sao? À, nó thoát được phục kích à? Nó thoát được phục kích cơ. Có thêm cả Tư Mã Ý nữa. Mình phải cho quân đoàn của Tư Mã Ý xuống phía nam thôi. Tả Tỳ Thượng Bát và Quan Tĩnh. Hợp phố rồi. Sĩ Thiết Kim. Đánh vào đảo Hải Nam cho anh. Để công quốc. Nó hoàn thành cái mục tiêu ở đây rồi. Lão hữu lại phỏng, thật là hân hạnh. Ổn. Chiếm được Ba Đông rồi. Chiếm thêm Ba Đông, thành Ba Đông này nữa này. Xí thính tuân biện. Rồi. Xin hoài nụ hỏa, phân dụng xa đi. Không chịu đầu hàng. Đánh như này để có kinh nghiệm cho toàn quân. Rồi. Nhưng mà đánh auto này hay mất ngựa lắm. Rồi. Đánh tiếp vào Gia Lăng. Đánh đến tận thành Gia Lăng này là hết. Bọn này trèo lên bờ à? Ngon thì trèo lên bờ. Dương Châu, Bành Thành, U Châu, Trung Sơn, Trường An, Thái Nguyên, Sóc Phương, Nhạn Môn, Nghiệp, Hữu Bắc Bình, Hữu Bắc Bình. Bột Hải, Bình Nguyên, An Bình, An Định, Đông Quận. Hữu Bắc Bình với cái thành bên dưới này là thành gì? Báo
发生了些什么？特务，特务。深思熟虑，正在行进，正在行进，必须休息。Để chờ lên bờ đã để hồi quân. Xung hoài trung trượng. Má chi vũ khí. Mày chạy đi đâu? Ơ nó không có quân à? Quân nó bị 12 chuyên môn. Chui vào hốc này thì để mà chết à? Quân của nó có một lửa. Hay quá. Ba anh em nhà công tôn này phải đi được cạnh nhau. Con lợn Trương Phi kia. Bảo tồn thể lực. Mỗi bước đều phô dư trí huệ. Con lợn Trương Phi kia chui vào góc giết. Nó bị hết quân rồi, nó không hồi được quân. Chắc lấy được món đồ không? Không lấy được đồ à? Mang hồi sinh niệm, phân lý ý trận. Xin hoài trị lệ. Thanh niên này chưa có đồ à? Tốc độ trận chiến, sĩ khí cái chân đông, duy trì tòa nhà thì nó không phù hợp lắm một cái tướng hệ hỏa. Sát thương xuyên giáp. Ra đây nữa. Rồi, chúng ta đã giải quyết được một cái vấn đề rất là lớn ở khu vực này rồi. Nhà các anh em nhà công tôn bắt đầu tiến lên. Dọc thẳng tiến này. Vũ Lăng, mục tiêu tiếp theo là Vũ Lăng. Có lẽ mình lên cho hai quân đoàn ở trên này xuống. Đã đến lúc xuất quân rồi. Trung tướng chỉ ở đằng trước, hán hiệu hoan nghênh. Chưa có quân sư nào hợp ý. Mai hướng thắng lợi. Ở trên này thì quân đoàn này nó ổn rồi. Hồ Súc à? Tiền của mình đỡ nhiều mà, bây giờ không phải sợ. Cứ để cho bọn anh em nhà Lưu Bị xem nó làm được trò gì. Các lộ chư hầu của mình bây giờ nó còn đông hơn là mình. Trần Quận. Phát hiện vi hỏa nhà Thục Hán. Tiếp tục là do thám nhà Thục Hán. Đây rồi, đánh chiếm lốt hợp phố. Đánh sang đây nữa. Ồ, đám đệ của mình. Thật là...
20 thành à? Có nghĩa là có những thành vừa lên được rồi lại phải nâng cấp tiếp à? Giang Hạ. Hán Trung. Kinh quá nhỉ. 16 thành. 3 anh em nhà Công Tôn tiếp tục. Chí xin xế lị. Công Tôn Đào. Linh Đăng. Nó còn hai thành, hai cái trấn nhỏ này này. Mình lại không dẹp lốt đi nhỉ. Nhưng mà mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt Thục Hán trước. Hắn có dám tiến lên đây đâu. À, lên đây để ăn thành trên này của anh à. Ăn được hay không mới là vấn đề. Mình cần một tướng có đáng đua. Triệu Tử Long rồi, tiến nhanh đi. Mãn hoài sinh niên, phân lý y trận. Chu trấn su rì, chín rì sỉ quý. Đá xì chinh sân lại. Nó chỉ là cái trại gia súc thôi mà, có quân đâu. Cho hai cha con nhà Công Tôn lên là được rồi. Rồi. Ba hồ luyện cấp. Đại ý tại tôi, không ai có thể đánh địch. Hay là có chút dụng cụ. Một cuộc gọi đến vũ khí à? Một nhân vật được chiêu mộ với mức lương 100 đồng. Thằng này à? Mục tiêu chỉ có một. Đang tại hành tiến. Sao ạ? Tốc độ xung kích cho đội quân chỉ huy. Trị lý loạn sĩ cần dùng thiết vạn. Đánh vào Gia Lăng nữa là dẹp yên chỗ này rồi. Không được. Không được. Ồ. Các lộ chi hầu. Trương Lỗ. Bảo trì trấn định. Hành sự cẩn thận, có chứng chí mị. Đánh vào Vũ Lăng à? Vì thiên hạ苍生. Ai dạ. Việt Nam này mình vẫn có một quân đoàn phòng thủ ở đây là ổn rồi. Mình chưa tuyển được một tướng nào nó phù hợp. Đổng Thành này, tướng vàng.
cấp 2 mà nó có màu vàng thì nó giỏi đấy chứ nhỉ. Mỗi hai món đồ này. Hồi gia đã cảm giác chân bụi thô. Rồi. Phòng thủ phía nam này đã êm rồi. Hồi quy lại. Bài sinh sư phổ an hảo. Đó, sao lại có cái thằng này? Phòng thủ thủ đô chưa chiếm được ở đây à? Có vẻ là nó sợ, nó đang rút quân về rồi. Các cái lộ chư hầu của mình bây giờ mình vẫn đang giao cho nó nhiệm vụ tấn công vào thằng nước Ngô. Sĩ Thiết Kim. À, Thục Hán và Ngô Quốc đã ký hiệp ước hòa bình à? À, cùng để chống lại một kẻ thù chung đúng không? Rồi, giỏi. Giang Lăng, Tây Hà, Thương Ngô. Vũ Đô. Kệ đi. Lưu Bị à? Lên đây. Cũng chưa dám vây thành đánh thành mình. Bọn này vẫn thiếu một quân sư. Quân đoàn này thì nó không thiếu. Quân đoàn này đã đến lúc phải bổ sung quân rồi. Mà kinh tế của mình bây giờ như này lo gì? Đủ mạnh để chấn áp bọn nó. Truy tìm vinh dự. Hai tử đó, không tiến lên vội. Chú vị mãnh sĩ, theo tôi chinh chiến. Xuất phát. Nhà Thục Hán nó đang bị chặn đứng ở đây rồi, nó không tiến lên được. Quân đoàn này của Thục Hán bị chặn.
nó không tiến được. 汇报一下，我不在的时候都发生了些什么？力求上进。九副。 Lý Thiệu, quân đoàn này cũng mạnh đấy chứ nhỉ? Đùa à? Mình có... Cái quái là mấy thằng giặc khăn vàng nó lại thân với mình này. Vẫn chú trận hình. Tôi quay lại rồi. Có hợp dụng, trung tướng y y báo lại. Công tôi toàn cùng đồng bọn. Nắm chí vũ khí. qua này luyện cấp cho bọn này nó lên nhanh nhanh xuống. Mình chưa bao giờ có được một cái tướng nào cấp 10. Nó ở dưới sông à? Chết luôn. Kiên định ý chí, tuyệt không động摇. Lấy được vật phẩm. 47 tuổi. Cứ thả nó. Biết đâu thì mình có thể sau này bắt được nó. Xin hoài xin niệm, bị hoa đa sông. Vạn vạn bất khả. Hết quân chưa con? Chỉ hành không thông. Xin hạ mệnh lệnh. Trung tướng thính lệnh. Xí thính tuân biện. Khán tôi Bạch Mã tướng quân. 整天下万民于水火。夏天过去，秋天降临。Tộc Tào, năm hình phạt. Như vậy là cái phe gì nhỉ? Thục Hán nó không còn quân nữa rồi. Thục Hán nó không còn quân và nó cũng không thể tiến được nữa rồi. Các lộ chư hầu của mình đang tiến rất mạnh xuống dưới này rồi. Mình không phải sợ. Khu này thì thằng đệ mình cứ để mấy thằng đệ mình nó làm. Phía Nam thì để... À đây rồi, Sĩ Thiết Kinh. Cho Sĩ Thiết Kim nó phụ trách ở mảng bên dưới này. Chinh phục và kiểm soát tất cả các kế hoàng đế. Thục Hán. Đây à? Đánh vào linh lăng của mình à? Chắc là không đủ lực chứ. Được. Ơ, tư mã ý đâu? Mã siêu đang vây thành mình. Ai già, bọn nhà Ngô. May mà mình cử 4 quân đoàn sang đây.
chạy rồi, thấy ăn không được chạy rồi. Các lộ chư hầu mình nó tiến quân khá là nhanh mạnh rồi. Triệu Vân lên cấp tiếp à? Cho phép bắn mũi tên lửa nhưng mà mình có dùng đến đâu? Cấp 7, 8, 9. Kinh nghiệm cho quân đội này. Mà cho phép đánh đêm, quan trọng nhất là cái đánh đêm chứ còn. Thục Hán liệu còn sức không? Cho em này về đi. Điều khiển thương mại, tăng cường thương mại đối với phe của mình. Mình chưa thể cho nó làm cái nhiệm vụ đánh cắp để mang quân về, mang đồ về nhỉ. Bản năng của nó cao phết đấy, cấp 4 mà như này là mạnh. Tướng mình cử đi giỏi phết đấy. À, bây giờ ở dưới này định ăn mình đông ghê nhỉ. Rồi xong rồi, chúng mày định làm gì? Định chấu trọng trị tiến dịnh. Quân chúng nó đông làm sao quân của mình? Tao yếu nhưng anh em tao đông. Tao yếu nhưng anh em tao đông. 不行, 沟通有误. Tào Thực à? Hậu duệ con cháu của Tào Tháo à? 此地百姓日增, 甚为可喜. U Khang. Nó đang vây thành U Khang này của mình. Vây thành mình.
不。Đây à? Thành nhỏ. Cho nó cái thành đấy luôn. Thấy ăn không được, bỏ chạy hết rồi. Xin bù đả là tạm thời bù đả. Thanh toán thường xuyên. Thu nhập thường xuyên. Tôi sáng nhị đã, an cảm vô lý. Mày thì làm được cái trò gì nữa khi mà quân của mày bị bao vây hết cả rồi. Mấy đứa con nhà Công Tôn chiếm hết xuống dưới đấy, nó ba đứa con. Công Tôn có tất cả bốn đứa con thì phải. Sườn phía bên này các lộ chư hầu nó tiến cũng nhanh nhé. Tinh năng. Thằng này à. Quay lại. Dám chạy lên đây. Không thể phá vỡ này. Học lốt cái skill đấy nữa. Vì là thiên hạ thăng sinh. Y thống thiên hạ. Tự sát đi con. Có cả quân ở đâu đấy. Mày có biết thế nào là chiến tranh biển người không? Vạn Minh Chi Sheng, bất khả xiao qu. 12.000 quân. Jin Zun Ming Ling. 12.000 quân đấy. Đây rồi. Triển khai du kích này. Công Tôn Đào. Thằng này thì sống được mấy đả? Lưu Kinh Minh Xi, Sĩ Rú Quang Lan, Khai Trận. 整装待发. Mày quá vẫn chạy được về đây. Đứng thế này thì nó đánh vào mắt. Còn thằng này. Thằng này à. Thằng này chạy đi đâu. Mình đánh nốt Linh Lăng này đã. Nó không hồi được quân. Nó đứng trên đất của chư hầu của mình. Nó không hồi được quân. Vương Song. Tôn Thục. Thằng này Tôn Sách bản năng và ứng quyền nó cao ghê nhỉ. Thiên Hỏa. Không dễ nổi. Các lộ chi hầu mình nó tiến hết xuống hướng này rồi.
Thái Trung là cái thằng nào? Thái Trung. Thằng đấy nó vừa mới tách ra tự trị à? Chờ tôi mà ý lên đã. Chỉ lệ sở chỉ, vô chỉ sở tại. Bản quân có hở tình báo, sụ sụ thành lại. Mấy ông đệ của mình vẫn chưa dám đánh vào Ba Đông này. Đánh Vũ Lăng Phủ Lăng là thằng nó bị dẹo thôi mà. Mấy thằng khăn vàng có mấy cái chấn nhỏ này thì làm ăn gì? Hoa qua lượt đã. Kinh quá. Bắt luôn thằng Mã Siêu này. Hán. Các lộ chư hầu mình mấy cái thằng khăn vàng có vài thằng quân này thì đánh đấm được ai? Ôi, Đặng Chữ Cần bị giết. Quản lý đánh địa. Làm sâu sắc lên giữa công tôn toàn tạ tì thượng bát. Lên cái này à? Bắt buộc phải lên cái này à? Thì nó mới lên được cái nhánh này đúng không? Khỉ thật. Về Trường An phát đã. Để lấy quân đã. Tin tưởng trực giác. Tôi không biết. Hạ Mão, 必须重整旗鼓, 讨平乱贼, 澄清四海, 两行不通, 不行, Vì Hỏa. Ôi đám lỗ chư hầu của mình nó cho quân
kéo dọc sông này rồi. Đẩn Tú Bình. À, Sĩ Thiết Kim đánh tốt nhỉ? Rú thị sân sản. Bia lại vô yang à. Bia lại vô yang. Miêu. Nào, chúng quay đi mà. Nó chi hầu nhà Thục Hà này. Nó một mình ở cái xó đấy thì sống làm sao được. Chỉ có một cái làng nhỏ. Ghê thật. Bây giờ phải làm nào cắt ở đây, đánh vào đây cắt đứt tuyến đường tiếp vận của nó đã. Quân của nó thì trường xa. Gân trọng ở hậu, trí yê phán mạo. Ý râu cơ găng. Chứa bù đông yào. Chiếm lướt cái khủng linh lăng này đã. Dọc theo con sông nhỏ nhỏ gì đây. Đến đây nữa. Còn hai cái vùng linh lăng này nữa. Đồng An này, chuyển hết ra đây à. Rồi ôi, đám đệ mình nó tiến quân hết chỗ này rồi. Y thống thiên hạ. Hành động như ý. Để xem thằng này nó trụ được ở đây bao lâu. Hoàng đế bực bội, Yên Quốc thừa nhận với chúng ta và thoái vị hoàng đế của họ. Thừa nhận với chúng ta và thoái vị hoàng đế của họ. Thoái vị à? Không thích thì làm sao? Nó muốn đập chết anh em như chúng mày cơ. Chạy re kèn. Lưu Bị cũng đến ngày mặt vận như thế cả. Quay đi! Lìa hỏa liều yên! Giê rú tuần phái, sử rú lì rên! Chính tuân mệnh lệnh! 聚气凝神，不断前行，欲平天下。
必须心如铁石。À, thằng đệ đang vây rồi. Mình đến đây phát thì nó sẽ đánh luôn. Thục Hán à? Thục Hán còn chiếm lại được một cái vùng ở đây à? Câu thông hữu vụ. Y sảo vũ trụ. Chuẩn xin sảo chân. Chống à. Chúng ta hành trình. Lý mã hành động. Lên đến cạnh nhau đã. Cho phép triển khai du kích. Cộng 25% cơ hội phục kích. Quân không có. Trị trừ 胜于强攻。正用得上此城。我军必胜，齐心协力。Đứng đây thôi, bình tĩnh. 若要行进明撤，không vội vàng. 必须进行修整。Không vội vàng. 主公尽管吩咐。Bọn này nó sẽ đánh vào Nam Hải mình đây. Ồ, các lộ chư hầu mình nó đóng hết đây rồi đâu. Trường Sa. Thằng Mã Siêu này chắc rút lui chiến thuật đi chứ còn gì nữa. Trung tướng chỉ quốc phương, đề án tại此. Thừa nhận Yên Quốc thừa nhận với chúng ta và thoái vị hoàng đế của họ. Chân sự vô lý. Thằng này hổ báo nhỉ. Dám thừa nhận, dám bảo mình phế. Nếu mà thêm hai cái cánh quân ở phía nam xuống nữa thì bây giờ cái lực lượng của mình rất là dày. Phải nói là rất là dày. Hoàng quân phe phái bị hủy diệt. Rồi. Lấy được một con ngựa mới. Tuấn sắc bảo mã. Với cái lực lượng như thế này thì mình sao phải xoắn. Thằng Mã Siêu rồi. Trọng khí như hỏa, hùng hùng bất xi. Sinh mệnh tại此. Đá chỉ tinh thần lại. Mã Siêu bỏ chạy rồi. Mã Siêu bỏ chạy.
点燃激情，痛击敌军。马斯又爆炸。我已准备好作战了，养兵千日，用兵一时。lần nào đánh nhau tụ chết mất hết mấy con ngựa. Tử thành 甚善，先收下了。心有所欲，隐而导之，势如利刃。身处乱世，必须勇猛无畏。保卫营地。不。Nó có liệu nó có nhập phục kích không nhỉ? Mình thử phát xem nào. Ô lằng ngoằng thế. Chính tại hành trình. Ô cho quân đoàn của Y thống thiên hạ. Bảo trì nguyên dạng. Thượng trận sát địch. 我军将至，快快传令！看我白马将军。làm thì làm, và hai thằng này phải đứng cạnh nhau, không là nguy hiểm lắm. 恪守职责，不露声色。Nó không dễ ăn hai quân đoàn này đâu. 拿起武器，疯了吧？Nguy hiểm quá, mình chạy lung tung. 一统天下。该处理一下政务了，立马出击，淹没敌军。全军注意，开战。Mọi việc có vẻ là... Mọi việc có vẻ là êm rồi. 我军智略胜敌军一筹，对此加以利用吧。大人，有何吩咐？Kiểm soát được toàn bộ vùng này, chiếm được lốt giặc khăn vải chỗ này rồi. Sĩ thiết kim đâu rồi? 很高兴见到足下。Mục tiêu tiếp theo là đây. Phía trên này thì các lộ quân này nó cũng đã tiến xuống rồi. Nó chẳng giữ nổi đâu.不行，quân của nó thiệt hại nặng rồi. 向前进军，考虑一下我方提议吧。真是无礼。Các lộ chi hầu của mình nó tiến đến tận đây rồi kìa. Chưa lộ ra là cử quân xuống đây rồi. Vì thiên hạ thăng sinh. Quán trà. Chú chỉ dùng bất đắc dĩ chi mạn.吾有要事与谋士商议，
新运良谋，开战！为了天下苍生，力求上进，功名震天，胸怀忠正，正在行军，奋力一战。Chạy đâu cho hết nắng à cô? Trường Sa. Ấy, thằng đệ mình nó chiếm rồi. Trị rấu rú sủi, y ying vạn biện. Vì là thiên hạ đại nghiệp. Lại một thanh niên nữa hy sinh rồi. Chạy đi đâu bây giờ? Ba Đông. Thằng này chiếm được đây rồi. Trương Lỗ. Hân cao xinh yu ni jian mian. Thêm quân đoàn này nữa thì mọi chuyện kết thúc với bọn nó rồi. Trần quận. Các lộ chi hầu nó đánh kinh thật. Hoàng đế bực bội. Thật sự đa đản. À, Trương Phi này. Trương Phi đây này. Đệ mình nó đánh à? À, mình vào tiếp viện cho nó. Ok. Mình tiếp viện cho nó cũng được. Đánh hết cả đây rồi. Sĩ thiết kim rồi. Hân cao xinh kiến đạo tổ xạ. Ngô quốc ơi. Thằng đệ này của mình nó vừa chiếm được cái vùng này à? Còn quân không? Liên chế phong công. Công Tôn Đào.
出发，消灭敌军，莫要急躁。坚定不移，一往无前，智如流水。不行，bây giờ mình còn chưa đánh vào cái nhánh này. Chưa phi. Rồi, cứ để Tư Mã Ý Khắc hỏi thăm mày. Cái lối đi này hơi khó hiểu nhỉ. Mục tiêu rõ ràng. Tuân mệnh. Chu trướng số ngày, kim nhật sử quy. Mã siêu chạy về à? Thằng này nó chuẩn bị đánh vào ba tây rồi. Các lộ chi hầu mình nó tiến theo hai hướng này xuống rồi. Sắp tiến vào Thục Hán rồi. Sân sư sử lư. Sao lại thương vong trung bình? Tàn quân. Nhặt được đồ gì? Quang phú thiên hạ. Khai chiến. Xin hoài trị lệ. Xiang tiến tiến quân. Trong tại hành tiến. Bình định thiên hạ. Tốt rồi. Chúng ta phải định quay vào đây ăn đây à. Vạn vạn bất khả. Đánh vào Vũ Lăng. Trận chuẩn nhị trình diện, Sư Ưng Khâu Xiển Thiên Ân. Nó chịu làm chư hầu của mình mà. Dục Mẫn Hương. Làm chư hầu của nhà Thục Hán à? Hoàng đế bực bội Yên Quốc thừa nhận với chúng ta và thoái vị. Hoàng đế của họ. Anh không cho mày thoái vị thì làm sao? Thằng Trương Phi nó làm gì mà cứ đi bơi bờ sông này? Thục Hán còn bao nhiêu quân nữa mà có vẻ hổ báo hết nhỉ? Các cái lộ chi hầu mình nó tiến quân cũng ác ấy.
没打赢一场，搞没给他混的嘞。欲成大业，必先有立足之地。心静城撤，天下庶吉可定。Một quốc gia nữa thì ngắn bớt đi rồi. Đây à? Dẹp lốt rồi xong. Thái Trung còn thục Hán nữa thôi. Trương Mẫn Hương. Lại một lần, cảm nhận được nhà của mình. Biết ngay mà, mấy thằng này chiếm được ba tây rồi. Thằng này nó đánh bạn vào đây hết. Ôi, mấy thằng chư hầu mình nó chui vào tận đây rồi mà. Con lợn này chui vào góc này thì hết đường chạy rồi. Vì là thiên hạ thăng sinh. Hạ chỉ ở địa, thượng tham ở thiên. Chết cả ba thằng. Mạnh truy. Tiến tiến. Ý rầu khắc gang. Rồi phía dưới này để mấy thằng đệ nó giải quyết đi. Mang hồi sinh niệm, phân lý ý trận. Sĩ như khoáng lan. Chi khóa địch quân. Ủa chứ gì? Đây rồi, đánh sang tận đây rồi. Úi dồi ôi, phía bên này. Thôi xong rồi. Không cần phải mình hành quân ở chỗ này nữa. Chỉ còn nhà Thục Hán ở đây thôi. Chờ xíu á, công tôn Toản chờ hồi quân cho công tôn Toản đã. Cẩn thận đấy, ra đây xử lý thằng Châu Phi đi. Thằng Châu Phi này. Đánh bên này để đám con cháu, bốn thằng con cháu này nó lên nó đánh là vừa rồi. Cánh này đánh đây. Tất cả các lộ đều có quân, hướng quân đánh rồi. Chính quân sản sử. Ta không cho mày thoái vị thì mày làm sao? Không cho nó thoái vị chứ. À, con lợn ambush. Cái gì? Có mấy thằng quân ghẻ đánh chiếm lại đất của mình cơ. Cũng được. À, vây thành của mình. Có mấy cái thằng giặc khăn vàng này mà. À, bọn này nó đánh ra.
quân ở trong thành nó đánh ra, nó nhìn thấy có mình tiếp viện đến nó đánh ra. Dưới này à? Đây à? Thôi kệ rồi. Chúng nó chắc chả sống được lâu nữa. Hoan nghênh, xin chi. Bên dưới này cứ để cho bọn đệ nó làm đi. Nam tiến, à Bắc tiến tất cả. Phát động nông dân. Xin hoài trung trọng. Lặng tĩnh trấn chủ. Không có phân tâm. Liên kết phụng công, nhận chịu khổ nạn. Và thành của mình ở tận đây. Ôi, nó còn lâu mới tiến ra được. Nói thế chứ nhở, cho một thằng xuống giải quyết cái con lợn đấy. Thằng Trương Phi nó vừa ambush ở chỗ này. Chuẩn bị phu chi. 悉心节欲，待时而发，出发。 Đây có phải lối đi quái đâu nhỉ? Thế mà sao nó vẫn đi được nhỉ? Bình định thiên hạ, y thống thiên hạ. Không được. Tâm hoài vinh quang. 每打赢一场，天下就安定一分。一统天下，大势已定。华路，火台。 thằng này là thằng giặt khăn vàng à? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.